Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều môn học liên kết xã hội hóa xuất hiện trong trường học, trong đó có việc dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu các trường chỉ dạy ngoài giờ chính khóa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh. Trường tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu triển khai dạy học tiếng Anh với người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa từ đầu năm học này ở hai khối lớp, lớp 1, lớp 2, trên nguyên tắc tự nguyện, xin ý kiến thống nhất của phụ huynh, có đơn đăng ký cụ thể với nhà trường. Do học sinh toàn trường đều học 9 buổi một tuần, nên nhà trường sắp xếp thời khóa biểu học tiếng Anh phù hợp với chương trình chính khóa và năng lực đáp ứng nhu cầu giáo viên của đơn vị liên kết. Trường sẽ bố trí cái thời khóa biểu cho các con theo các buổi chiều từ thứ hai cho tới thứ sáu. Nhà trường cũng đã thống nhất với các phụ huynh mà không đăng ký thì các con sẽ được học giống như tất cả các bạn trong lớp, và chỉ là không đánh giá, chỉ là trung tâm nhà trường sẽ không gửi cái kết quả đánh giá môn học tiếng Anh các con vào cuối kỳ, chứ hoàn toàn không có việc là học sinh sẽ đưa ra ngoài hay là phụ huynh học sinh sẽ đến thư viện. Tuy nhiên, hiện nhà trường đã cho dừng việc dạy học liên kết sau một tháng triển khai. Nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố đang lấy ý kiến của phụ huynh hoặc trong giai đoạn xây dựng đề án tổ chức dạy học một số môn xã hội hóa. Nhu cầu phụ huynh không giống nhau cũng như năng lực đáp ứng của trung tâm liên kết vì sắp xếp thời khóa biểu ngoài giờ chính khóa là những nguyên nhân khiến nhiều trường quyết định không triển khai hình thức này. Sẽ có những học sinh không tự nguyện tham gia thì các em sẽ được bố trí như thế nào? Trong khi mình thiếu buổi, mình thiếu tiết thì các em sẽ là người giáo viên nào sẽ quản các em và đưa đến cái sự không công bằng trong học sinh. Mà nếu tổ chức sau giờ thì sẽ tổ chức quản lý học sinh sau giờ, lúc đó là 16:30 thì cũng sẽ có em đăng ký tự nguyện, em không. Và quan điểm của phụ huynh rằng đã học 2 buổi trên ngày rồi thì đa số phụ huynh sẽ cho các con về để nghỉ ngơi cùng với gia đình thì cũng rất ít học sinh để mà đăng ký. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiện nay phần lớn các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, trong đó 100% học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4 học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được học 2 buổi một ngày. Vì vậy, nhà trường phải tổ chức dạy học đảm bảo theo thời khóa biểu chính khóa. Việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài cũng như dạy kỹ năng sống là những môn học tự nguyện do học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký. Không phải học sinh nào và phụ huynh nào cũng có nhu cầu, nên nhà trường chỉ có thể tổ chức ngoài giờ chính khóa và không được lồng ghép vào các giờ học chính khóa. Chỉ triển khai tổ chức cho học sinh có cha mẹ đăng ký trên tinh thần tự nguyện và nghiêm cấm việc gợi ý ép buộc học sinh tham gia, và khi tổ chức phải đảm bảo quyền lợi học tập và đảm bảo phù hợp với tâm sinh lý của học sinh. Các trường chỉ có thể thực hiện khi xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo, và kế hoạch này phải được Phòng Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, đề nghị Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Nếu các trường không tiến hành điều chỉnh khắc phục những vi phạm, thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra xử phạt và kiến nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện phối hợp xử lý sai phạm theo quy định.